Chương trình phổ biến kiến thức y học thường thức của phòng khám Thạnh Trị xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin chia sẻ với quý vị chủ đề dinh dưỡng cho trẻ khi trẻ bị tiêu chảy, một nỗi lo âu của không ít những ông bố bà mẹ khi trẻ bị tiêu chảy tại nhà. Vậy thì chúng ta phải chăm sóc ra sao, ăn uống như thế nào và làm sao để phòng những biến chứng nguy hiểm cho trẻ? Ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu với sự đồng hành của bác sĩ Nguyễn Duy Hải, nguyên là bác sĩ điều trị khoa nhiễm tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, như dược sĩ Ngọc Quyên vừa giới thiệu, thì trong chương trình phổ biến kiến thức y học thường thức của phòng khám Thạnh Trị Chủ nhật tuần này, tôi sẽ trình bày với quý vị về các cái cách chăm sóc trẻ bị tiêu chảy tại nhà, gồm có phần dinh dưỡng. Thì như quý vị đã biết đó, đa số những cái trẻ em mà bị tiêu chảy đó thì thường là tiêu chảy cấp, và trên 50% thì do virus rotavirus nó gây ra. Chính vì vậy mà thường là diễn biến nhẹ và có thể chăm sóc tại nhà. Thì trong cái chương trình ngày hôm nay, tôi sẽ hướng dẫn quý vị cái cách để chăm sóc trẻ em gồm có hai phần. Thứ nhất là phần thức uống cho trẻ, và phần thứ hai là phần thức ăn cho trẻ. Thì kính thưa quý vị, như quý vị đã biết, cái vấn đề tiêu chảy nó sẽ được qua đi nếu chúng ta biết cách chăm sóc và chúng ta bù nước cho trẻ một cách hợp lý và không có để cái tình trạng mất nước xảy ra, thì đa số là trẻ em sẽ qua khỏi. Chính vì vậy mà cái vấn đề bù nước cho trẻ là một cái công việc hết sức là quan trọng đối với những cái bậc cha mẹ mà có em nhỏ bị tiêu chảy cấp tại nhà. Thì bù nước và điện giải nó có một cái vai trò rất quan trọng trong cái việc điều trị bệnh tiêu chảy. Trẻ càng tiêu chảy nhiều thì chúng ta lại càng phải cho trẻ uống nhiều nước để bù lại cái lượng dịch và điện giải nó đã mất. Hầu hết các cái loại dịch mà trẻ thường dùng đó thì đều có thể dùng cho trẻ khi mà trẻ bị tiêu chảy. Các cái loại dịch này thì nó có thể chia làm hai nhóm chính. Cái nhóm thứ nhất là các cái dung dịch có chứa muối, và cái nhóm thứ hai là các dung dịch không chứa muối. Thì cái dung dịch chứa muối thì cái dung dịch đầu tiên quan trọng nhất chúng ta phải có ở trong nhà, đó là dung dịch Orezon, hay chúng ta còn gọi là nước biển khô. Kế đến là nước cháo muối, hoặc là nước súp, súp gà, súp thịt, hoặc là nước dừa, chúng ta để thêm một chút xíu muối vô. Thì đó là những cái loại dịch mà chúng ta phải thường xuyên có sẵn ở trong nhà để khi mà trẻ tiêu chảy thì chúng ta bù cái lượng dịch đã mất cho trẻ. Cái loại dung dịch thứ hai là cái loại dung dịch không chứa muối, thì gồm có nước sạch, các cái loại súp không có mặn, nước cơm, hoặc là các cái loại nước ngũ cốc khác như nước dừa, nước hoa quả, thì đều được dùng cho trẻ với điều kiện là chúng ta không có đường ở trong đó. Tôi xin nói về cái dung dịch Orezon một chút, là một cái loại dịch tốt nhất để bù nước và cái điện giải. Thì hiện nay trên thị trường nó có nhiều các loại dịch Orezon khác nhau, có cái loại dạng gói, có loại dạng viên, thì cách pha chế nó cũng khác nhau tùy theo cái cách của nhà sản xuất người ta hướng dẫn. Thì có loại thì pha với 200ml, có loại thì pha với 250ml, có loại thì chúng ta pha với 1 lít nước. Thì điều quan trọng là chúng ta phải đọc cái hướng dẫn của nhà sản xuất người ta pha cho nó đúng với lại cái quy định, thì nó sẽ đem lại hiệu quả cao nhất. Do đó trước khi mà chúng ta chế biến, chúng ta pha cho trẻ chú uống, thì chúng ta phải đọc kỹ cái hướng dẫn người ta sử dụng. Nếu mà pha đặc quá thì không những không có đem lại cái lợi ích cho trẻ mà nó còn gây nguy hiểm cho trẻ nữa. Mà pha quá loãng thì nó lại không bảo đảm hiệu quả. Dụng cụ pha chế thì phải sạch, và khi mà pha chế xong thì chúng ta chỉ dùng cái dung dịch đó trong vòng 24 giờ thôi. Nếu quá 24 giờ thì chúng ta phải bỏ đi. Đối với cái trẻ em còn bú mẹ thì cho trẻ bú nhiều lần hơn, và mỗi lần bú thì chúng ta cũng phải cho trẻ bú kéo dài hơn, và chúng ta bổ sung thêm nước biển khô sau mỗi cái lần mà trẻ bú mẹ. Còn đối với trẻ mà không bú mẹ hoàn toàn thì chúng ta bổ sung nước cho trẻ bằng cái dung dịch Orezon và nhiều các cái loại dịch khác như tôi vừa trình bày ở trên, với cái liều lượng như sau. Nếu mà trẻ nhỏ hơn 2 tuổi đó thì chúng ta cho uống 50 đến 100 ml sau mỗi một lần mà trẻ đi tiêu, hoặc là giữa các cái lần đi tiêu chúng ta cho uống như vậy.
thì nó khoảng mình lừa nó khoảng bằng một cho tới 2 ly cà phê nhỏ đó, thì nó tương đương với 500 đến 100 ml. Còn trẻ từ 2 tuổi đến 10 tuổi thì chúng ta cho uống gấp đôi, từ 100 đến 200 ml sau mỗi một lần mà trẻ đi ngoài và giữa các cái lần mà trẻ đi tiêu như vậy. Còn trẻ lớn hơn 10 tuổi thì chúng ta cho uống theo cái nhu cầu của trẻ, nếu mà trẻ khác thì chúng ta cho uống, và chúng ta bù dịch liên tục cho trẻ cho đến khi ngừng tiêu chảy. Cho trẻ uống thường xuyên, và cái cách cho uống thì chúng ta cho uống từng ngụm nhỏ hay là từng cái muỗng nhỏ để tránh cái trường hợp mà trẻ ói. Thì nếu mà trẻ nôn ói ra thì chúng ta cho nghỉ chừng 10 cho tới 15 phút, sau đó chúng ta lại cho tiếp tục cho bé uống, và cho tôi uống từng ngụm nhỏ và uống chậm, tránh cái trường hợp mà bé bị ói ra. Những cái loại dịch mà trẻ không uống được là những cái loại nước ngọt có ga nha, thì chúng ta tuyệt đối là không được cho trẻ uống khi mà trẻ đang bị tiêu chảy, kể cả những cái loại nước giải khát công nghiệp, nước chế biến sẵn đó quý vị, rồi nước ép trái cây công nghiệp, hoặc là kể cả những cái loại nước mà nó có cái hàm lượng đường cao thì chúng ta tuyệt đối không cho trẻ uống, vì những cái loại nước này là nó có thể làm cái tình trạng tiêu chảy nặng hơn, và ngoài ra nó còn có thể gây tăng cái natri máu. Hoặc là cà phê và các cái loại trà thì chúng ta cũng hạn chế cho bé uống. Cái dịch truyền cũng vậy, chúng ta cũng không có nên cho bé uống, bởi vì có một số các cái quan điểm cho rằng là chúng ta không có truyền dịch được thì chúng ta mua nước biển về chúng ta khui cái chai nước biển đó cho ta cho bé uống, thì cái quan niệm đó là hoàn toàn sai lầm nha quý vị. Tránh cái trường hợp mà chúng ta sử dụng dịch cho trẻ không đúng thì nó gây hại cho trẻ. Đó là chúng ta bù dịch. Tôi xin nhắc lại là bù dịch là một cái phương pháp vô cùng quan trọng khi mà chúng ta chăm sóc trẻ tiêu chảy tại nhà. Bởi vì trẻ sẽ được qua đi nếu chúng ta bù dịch cho đúng. Còn thường là nếu mà chúng ta không bù dịch cho đúng, cho đủ thì rất là khả năng trẻ sẽ bị nặng thêm, và rất là nhiều trường hợp mà trẻ tử vong do chúng ta không có bù dịch đủ, không có bù dịch đúng. Thứ hai nữa là phần thức ăn cho trẻ. Thì chúng ta phải tiếp tục cho trẻ ăn. Khẩu phần ăn cần được duy trì và tăng dần lên một cái theo cái nguyên tắc quan trọng là chúng ta phải cho ăn loãng các cái loại thức ăn mà trẻ dễ được hấp thu, trẻ được ăn đủ chất. Rồi cái được vì bởi vì các cái khi mà đường ruột nó bị tiêu chảy như vậy thì các cái nhung mao của ruột nó bị tổn thương, cho nên là nếu mà trường hợp mà để bụng đói thì các cái niêm mạc ruột nó khó nào mà hồi phục được. Những cái trẻ không được ăn uống đầy đủ trong một cái thời gian tiêu chảy thì bệnh nó sẽ nặng thêm, và ngoài ra nó còn gây cái tình trạng suy dinh dưỡng ở cái trẻ em mà chúng ta không có cho bé ăn đủ. Tiêu chảy ở trẻ em thì là một cái vấn đề mà rất là nhiều phụ huynh quan tâm. Nhìn chung là cái thức ăn sử dụng cho trẻ khi tiêu chảy đó thì cũng giống như là những cái thức ăn trẻ ăn bình thường thôi. Tuy nhiên chúng ta cần pha lỏng hơn một chút để cho trẻ nó dễ hấp thu. Thì trẻ ở bất cứ lứa tuổi nào cũng vậy, mà nếu mà còn đang bú mẹ đó thì chúng ta cho cần bú nhiều hơn, số lần cũng như là cái lượng nó bú lâu hơn. Nếu trẻ không bú mẹ thì chúng ta nên tăng cường cho trẻ ăn những cái loại sữa công thức mà trẻ thường dùng hàng ngày. Cứ mỗi một bữa chúng ta cách nhau khoảng 3 giờ chúng ta tăng cái số lần lên. Và tiêu chảy ở trẻ em dưới 6 tháng tuổi trở xuống thì chúng ta tiếp tục cho bú mẹ. Còn nếu mà đã ăn dặm rồi thì ngoài thì cái thức ăn dặm đó chúng ta cũng nên tăng cường cái số lần bú mẹ nhiều hơn bình thường. Ở những cái trẻ mà đã ăn dặm rồi đó thì cái thực phẩm mà nên dùng nó cho trẻ đó là gạo, rồi các cái loại khoai như khoai tây chẳng hạn, kể cả thịt chúng ta cũng ăn được, không phải cứ thịt nha quý vị. Có nhiều người quan điểm là nếu mà trẻ bị tiêu chảy thì chúng ta không cho nên ăn thịt cá, sợ nó tanh nó đi tiêu chảy. Không phải vậy quý vị, chúng ta cần nên cho ăn thịt, chỉ có hạn chế dầu mỡ thôi. Dầu thực vật thì chúng ta cho bé ăn cũng rất là tốt. Ngoài cung cấp các cái chất dinh dưỡng như vitamin, glucid, trong những cái thực phẩm này nó còn có nhiều cái pectin và cái glycine, là những cái loại chất mà nó có thể hút thẩm thấu cái dịch ở trong lòng ruột ra, nó kéo cái dịch ở trong lòng ruột ra ngoài, nó làm cho phân có cái chiều hướng là đặc lại, cho nên là nó cũng làm hạn chế được cái tình trạng tiêu chảy ở trẻ em. Một số các cái nghiên cứu gần đây thì người ta còn thấy rằng hai cái chất pectin và glycine nó còn có cái khả năng kết tủa, nó làm tan các cái loại vi khuẩn ở trong đường ruột như là E. coli hoặc là thương hàn chẳng hạn.
Và những hai cái chất này nó nằm ở trong các cái màng tế bào các cái loại thực phẩm. Do đó mà chúng ta cần xay nhuyễn các cái loại mà thực phẩm ra để cho những cái chất này nó được hấp thu vào cơ thể một cách nhanh hơn, một cách toàn diện hơn. Nó phát huy cái tác dụng tốt cho đường ruột của trẻ em. Các cái thực phẩm mà nên được chế biến mềm và nghiền nhỏ cho nó dễ tiêu hóa, nên cho trẻ ăn thêm 5 đến 10ml dầu thực vật vào mỗi các cái bữa ăn. Chúng ta cho ăn dầu chứ không cho ăn mỡ nha các bạn. Cho trẻ em mà nó ăn cái lượng thức ăn nhiều, trẻ cái nhu cầu của nó ăn, và chúng ta tăng cái số lần lên cũng như là cái thời gian ăn nó ngắn lại, thường trung bình là 3 đến 4 giờ chúng ta cho trẻ ăn một lần. Cho cái lượng ăn thì từ chút một làm nhiều lần, nó sẽ giúp cho trẻ hấp thu tốt hơn. Sau khi mà ngừng tiêu chảy rồi đó thì chúng ta tiếp tục cái chế độ ăn giàu năng lượng cho bé, cung cấp thêm mỗi ngày 1 hoặc 2 bữa phụ, ít nhất là trong 2 tuần sau khi mà bé hết bệnh. Đối với những cái trẻ suy dinh dưỡng đó thì chế độ bữa phụ nên tăng cường khi mà trẻ đạt được đến cái mức cân, cái chiều cao lý tưởng rồi thì chúng ta trở lại các cái chế độ ăn uống bình thường cho trẻ tùy theo cái lứa tuổi của trẻ. Chúng ta cũng tránh cho trẻ em ăn nhiều các cái loại rau mà nó có nhiều chất thô, hay là những cái hạt ngũ cốc mà nó có nguyên hạt như là bắp, đậu, quý vị, thì bởi vì những cái loại hạt ngũ cốc mà nó còn nguyên vỏ như vậy thì thường là nó khó tiêu hóa. Chúng ta thấy là nếu mà trẻ mà nó ăn bắp á, các bạn, thì có khi là chúng ta thấy là bé đi tiêu ra còn nguyên một hạt bắp, do cái men tiêu hóa của trẻ nó chưa có tiêu hóa được các cái vỏ của các cái loại hạt ngũ cốc. Cho nên là chúng ta không nên cho trẻ ăn những cái loại ngũ cốc còn nguyên hạt, không cho trẻ ăn cái những cái loại thức ăn có nhiều đường vì nó làm cho cái tình trạng tiêu chảy nó có thể nặng hơn lên nữa. Thì đó là hai cái nhóm thức ăn, thứ nhất là thức uống và thứ hai là thức ăn chúng ta đặc biệt quan tâm và bổ sung một cách thường xuyên cho trẻ bị tiêu chảy. Bởi vì như tôi nói hồi nãy là đa số trên 95% trẻ con bị tiêu chảy do nhiễm rotavirus, cho nên là trẻ thường là tự khỏi. Và trẻ có bị nặng thêm, thậm chí là tử vong, chỉ khi nào mà trẻ không được bù nước đủ và đúng thì trẻ mất nước mới gây tử vong. Còn lại đa số nếu chúng ta biết chăm sóc thì chúng ta có thể giải quyết chăm sóc cho bé tại nhà. Thì trên đây tôi vừa trình bày với các bạn về các cái cách cho trẻ ăn và trẻ uống trong cái thời gian tiêu chảy tại nhà. Hy vọng với những cái chia sẻ nêu trên đó thì sẽ giúp cho các cái bậc phụ huynh có nhiều kinh nghiệm chăm sóc các cái bé yêu của mình mau chóng bình phục và không phải nhập viện, vừa tốn thời gian, tốn tiền bạc và còn có cái nguy cơ mà lây nhiễm chéo các cái bệnh ở trong bệnh viện nữa trong cái thời gian chúng ta điều trị. Chính vì vậy mà quý vị tích lũy được những cái kinh nghiệm mà tôi vừa trình bày sẽ giúp cho chúng ta chăm sóc bé của chúng ta một cách tốt nhất và nhanh chóng đẩy lùi cái căn bệnh tiêu chảy tại nhà. Nếu quý vị quan tâm thì xin quý vị like, chia sẻ, đăng ký kênh và ấn vào nút chuông bên dưới màn hình để đón xem những cái chương trình tiếp theo của chúng tôi được phát sóng vào mỗi sáng Chủ nhật hàng tuần. Xin kính chào quý vị. Quý vị vừa lắng nghe sự chia sẻ của bác sĩ Nguyễn Duy Hải về cách chăm sóc dinh dưỡng cho trẻ khi trẻ bị tiêu chảy tại nhà. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng chương trình trong suốt thời gian qua. Nếu quý vị yêu thích kênh, xin vui lòng like, chia sẻ và đăng ký. Nhấn vào nút chuông bên dưới màn hình để nhận những video tiếp theo của chúng tôi. Cuối cùng, xin kính chúc quý vị một ngày cuối tuần an lành và hạnh phúc. Xin kính chào tạm biệt.